Em Hồng Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Hôm nay thì lên sóng cho quý vị anh chị một chiếc xe với vẻ bề ngoài cực kỳ nam tính. Và không những thế là option bên trong thì rất là đầy đủ và hiện đại quý vị anh chị nhé. Đó chính là chiếc Everest 2 cầu sản xuất và đăng ký 2020. Ốp đô chuẩn là 30.000 km biển tỉnh và chắc chắn là một chủ từ đầu rồi. Mọi người có thể nhìn qua về chất lượng xe thì qua nước video có thể là nhìn thấy là tỷ lệ sơn zin của chiếc xe này sẽ lên đến là 98% quý vị anh chị nhé. Một chiếc xe 2020 như vậy là rất là mới đúng không ạ? Và với phần thiết kế ở phần đầu xe thì Everest có một cái điểm nhấn và cái thể hiện phong cách rất là riêng, rất là men, rất là nam tính đúng không ạ? Ngoài ra thì lốp lóc của xe thì quý vị anh chị nhìn giúp em là cũng có thể biết được là xe có đi chuẩn 30.000 km không quý vị anh chị nhé. Và với khối động cơ 2.0 biturbo máy dầu nữa thì đi rất là tiết kiệm rồi. Ngoài ra thì không chỉ có những chi tiết về xe mà chúng ta sẽ có những chi tiết rất là thông minh. Đó là tay nắm cửa tích hợp chìa khóa thông minh và mạ chrome đã có sẵn bậc lên xuống rồi. Và lại còn có cả cốp điện. Chúng ta sẽ có tính năng là chìa khóa đến gần và đá cốp anh chị nhá. Tính năng đá cốp em bị nhầm với cả Santa Fe đấy. Và động cơ 2.0 đi kèm máy dầu và cũng là với thiết kế ở phần đuôi cốp thì mọi người nhìn giúp em là nó sẽ có một thiết kế nó tròn tròn và cái đặc trưng của chiếc xe được dập nổi đây, dòng chữ Everest được dập ở chính giữa xe tạo nên điểm nhấn cho xe rất là khác biệt đúng không ạ? Và bây giờ thì em sẽ mở thêm vào phần cốp để quý vị anh chị có thể xem được cận cảnh hơn nhé. Cốp điện thì mở rất là đơn giản rồi. Với chiếc xe 2 cầu như này thì chúng ta di chuyển ở trên xe cũng như là trên các đường tỉnh ấy, thì cũng rất là tiện lợi. Và cái hay ở cái chiếc Everest là sẽ có nút bấm và xuống ghế rất là đơn giản. Đây là một cái bước tiến ghế nó hay hơn so với Santa Fe đấy quý vị anh chị ạ. Santa Fe thì chúng ta vẫn phải giật bằng cơ nhá. Đó. Bây giờ thì em sẽ tiến luôn vào trong phần khoang nội thất để quý vị anh chị có thể xem được cận cảnh hơn về chất lượng chiếc xe. Với khoang nội thất thì có một tông màu đen và chất lượng ghế da đi từ 2020 đến nay là 2 năm hơn rồi thì mọi người có thể nhìn cho em là coi như là cũng không có dấu hiệu của thời gian, vẫn rất là mướt và mềm, ngồi thực sự ngả cũng khá là sâu luôn đấy ạ. Và hàng thứ ba của xe thì mọi người không phải lăn tăn vấn đề gì rồi vì Everest là trong những chiếc xe dài rộng nhất trong phân khúc. Và cửa gió hàng điều hòa và chúng ta sẽ điều chỉnh được độ làm mát cũng như là hướng gió nhá. Trên chiếc Everest thì có tính năng này thôi, có những chiếc xe cùng phân khúc thì em thấy chưa có đâu. Và chúng ta có một khoang cửa sổ trời cực kỳ là siêu rộng luôn ạ. Một khoang cửa sổ trời rất là rộng rãi, khi mà bước vào trong khoang nội thất thì cảm giác nó sẽ rất là thoáng và không gian được mở rộng ra hơn rất là nhiều. Chỉ có một điểm trừ là chê là xe vẫn chỉ có phanh tay cơm thôi. Còn đâu thì những tính năng hiện đại trên xe thì được đầy đủ, rất là đầy đủ rồi. Chúng ta sẽ có những cái đóng mở cầu cũng như là di chuyển được trên 4 địa hình khác nhau. Và những tính năng an toàn trên xe là đó chính là Adaptive Cruise Control. Thì khi mà setup với xe phía trước chỉ cần xe phía trước phanh là xe của mình cũng sẽ phanh nhá. Đấy là một tính năng rất là hay đúng không ạ? Và bây giờ thì em sẽ tiến đến vào phần khoang máy động cơ để quý vị chị xem được cận cảnh hơn chiếc xe này. Máy móc động cơ thì phải nói là một chiếc xe, và không chỉ một chiếc xe này mà chiếc xe nào bên em cũng đều có cam kết bằng văn bản kiểm định về động cơ máy móc cho quý vị anh chị nhé. Nên là chỉ cần mọi người mua bán tại bên em thì sẽ không phải lăn tăn bất cứ vấn đề gì về xe vì đã có văn bản kiểm định rồi. Và ngoài ra khi mà mình mua bán tại bên em thì bên em còn bảo hành về động cơ số máy móc cho nhà mình nữa. Nên là chỉ cần mọi người quan tâm chiếc xe nào thì hãy gọi điện trực tiếp qua showroom để bên em tư vấn và hỗ trợ mọi người được cụ thể nhất. Và đó là chiếc xe Everest 2 cầu 2020, một chủ từ đầu biển tỉnh, ốp đô chuẩn là 30.000 km anh chị ạ. Và giá bán thì hiện tại đang có mức giá thắng ngâu cho quý vị anh chị là 1 tỷ 270 triệu.
Giá trên thì em Ngọc còn ra lộc thêm một xíu xíu nữa thôi, tại vì giá là cũng báo mà mình là giá thắng ngâu rồi. Rất cảm ơn quý vị chị đã theo dõi những phút cuối của video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.